Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Guppy của mình nha. Đây là bài cá mình hay quay cho các bạn xem nè. Nay nó đã to xác rồi, nó lớn hết rồi. Mấy con kia sắp đẻ rồi. Hôm nay bầy cá nó mới đẻ nên quay cho các bạn xem. Cá một mà cái điều này là điều đặc biệt á, là xưa giờ mình mới thấy lần đầu luôn. Cá sọt này mà lứa đầu tiên của nó mà nó đẻ 50 con các bạn tin không? Lần đầu tiên của mình luôn. Thấy cũng mừng, nó đẻ nhiều thì mừng thôi. Nhưng mà nó không nghĩ được là nó đẻ rất rất nhiều như vậy. Đây, mình quay con mái cho các bạn xem nha. Đây em mái nhỏ nhắn xinh xắn mít đầu đây. Đó. Nhỏ thôi các bạn nè, để mình đổ xuống cho các bạn coi size với mấy em kia nha. Bây giờ nó nhỏ hơn con này luôn, nó nhỏ hơn mấy con này luôn. Đó, mà nó đẻ một lần. Nó đẻ lần đầu rồi mới đẻ lần 50 con. Mình thấy cái bụng nó căng 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 rồi mình bắt nó ra hai ba bữa nay rồi. Bắt đầu nó giờ nó đẻ nè. Đó. Mấy con kia sắp đẻ rồi các bạn ơi. Dự tính là đường nào cũng rất là đông đây, số lượng rất là đông. Đây, cái bầy con của nó đây, mình mới bắt ra riêng đây. Cái đây thấy vậy chứ còn mấy con màu trong 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 á các bạn. Đó, rất là nhiều nha. Có mấy con thịt nó trong trong veo luôn, các bạn nhìn không thấy đâu. Đó. Nhiều lắm. Đẻ một lần ra thấy mất hồn luôn. Tưởng nó đẻ cỡ bình thường mấy con cái coi sọt này nè, nếu mà lứa đầu của nó đẻ cỡ 10 con là cao tay lắm các bạn. 10 con là cao tay rồi đó, nhưng mà sao cái con này nó đột biến, sao nó đẻ dữ vậy biết. Quay lên để các bạn chúc mừng mình thôi chứ. Tâm sự cái vấn đề mà nuôi cá mà để mà có cái thu nhập thêm này các bạn. Hiện tại thì mình cũng làm nhiều việc lắm. Mà cá này nuôi thấy nuôi chơi 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 không mà bán cũng có tiền lắm các bạn. Tại do cái số lượng nó làm mình làm ra không đủ để bán, mình toàn là bán sỉ không à. Mình qua người ta hốt mình cái là nó hết sạch cá các bạn. Nên hiện tại á, mình để là giống rất nhiều. Để là giống nhiều để mà làm ra số lượng lớn nè. Cái dòng của mình nuôi là dòng cũng hiếm nha các bạn, cũng mắc tiền. Cá mình nó coi này, mình ngoắc tay cái tới nè. Kéo lũ cái bạn qua kia tới cái kìa đó chưa? Tới luôn đi. Nó chưa thấy động tĩnh đó. Đó, bắt đầu tới kìa, đó mấy em xa xa xa. Đây với lại là tụi nó no quá rồi, ăn chung chỉ bỏ cả ngày nó no quá rồi. Đấy các bạn. Nuôi cá cũng cho nó đam mê thôi mà nó cũng có thu nhập là các bạn thấy nó vui cỡ nào rồi. Khi nào mà cái lượng đăng ký kênh của mình tăng á, cỡ 200 đăng ký kênh là mình sẽ có một cái event cho các bạn là cho cá miễn phí luôn, tặng cá luôn. Tặng cá cho các bạn về tập nuôi luôn.
nên các bạn thấy theo dõi kênh ủng hộ mình với nha, đăng ký kênh rồi chia sẻ cho nhiều người biết, nhiều người xem để kênh ngày càng phát triển nha các bạn. Còn mà những vấn đề nào mà thắc mắc á, các bạn không có giải đáp mà, hoặc là gì đó thì các bạn cứ để lại bình luận phía dưới nha, để mình có gì mình chia sẻ hết cho các bạn. Đây, giờ đi cho các bạn đi coi một mấy cái dòng cá của mình nha. Hồ nước này là mình để mà nuôi mấy cá con nè, mình mới làm lúc nãy thôi. Để qua ngày rồi mình thả một bầy cá mới đẻ mình vô. Thả bầy cá mới đẻ các bạn, để vô đây. Còn cái bầy này là bầy full gold. Của mình cũng lớn rồi. Trong đây nhiều nhiều sai lắm. Thả chung nuôi đại luôn. Có con thì được 10 ngày, có con 5 ngày, có con 2 3 ngày. Cứ bắt chục vô đây hết. Đó, có mấy con lớn lắm các bạn, to rồi các bạn kìa. Đó. Đây là bài full gold mái lên tay bơi nè, mái full gold ribbon bông mái lên tay bơi, các bạn coi nhìn mấy con mái nó đậm lắm. Tay của nó lên tay bơi đậm luôn kìa. Đó, những con mái đó. Đó, mái mái. Cái mấy con này mà đem vô cái hồ mà đen á, hồ mà nền đen sao các bạn thấy nó đã hơn, thấy đẹp lắm. Còn đây là bầy full gold full vảy thôi. Thường thôi sao không có ribbon nha các bạn. Mà mấy con này nó đẻ cũng ác lắm. Mà nó chưa, nó mang bầu lâu quá, nó mới đẻ có 2 3 con à, mà trong hồ này gỡ 6 7 con mái lận. Nó đẻ. Mai mốt mình làm thêm vài cái kệ hồ nuôi nữa. Làm ở bên phía hông nhà rồi các bạn mình quay lên cho các bạn xem nha, cái mô hình của mình. Tùy mỗi nhà mà các bạn có thể nuôi được nhiều ít nha, mình có thể sắp xếp cái đấy lại chỗ mình đó. Mình cũng có mấy thằng em nuôi bên phòng trọ đồ á, để khi nào sắp xếp thời gian qua để quay cho các bạn xem nha. Còn hồ này là hồ này cá là 20 ngày nè các bạn. Hồ này một lứa là 20 ngày, một lứa là 15 ngày, 10 ngày gì đó các bạn. Các bạn nhìn thấy to hoặc nhỏ hơn. Đó, có những con to, có những con nhỏ. Mình thả những con trống full gom vào đây nha, nuôi đỡ thôi chứ không phải là để mà lai gì đâu. Khi nào mà nó để đến tuổi trưởng thành là mới bắt mấy con trống này ra. Đây là còn là bờ bầy nữa là coi sọt hết nha. Coi view view coi sọt. Bầy này chắc mình cũng để lại làm giống luôn á, chắc mình không có xe. Để lại hết. Rồi, video chia sẻ cho các bạn xem cái mô hình của mình tới đây thì cũng dài rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.